lại vấn đề là bây giờ hiện nay tại sao thầy nhà từ quý vị biết nha, ông Võ Hoàng Yên thì đây trên phố Bonsa, mẹ nghe phố Bonsa thì cũng lại ở phố Bonsa. Tối hôm qua có một chú, thì chú này thì vẫn nói chuyện với Ly phải đến là 2 năm nay rồi. Chú này hay trả lời trên phố Bonsa. Thì chú nói chuyện với Ly lâu lắm rồi, nhưng mà Ly không để ý tới nha. Nhưng mà hôm qua thì Ly có ý định like cho nên Ly mới điện hỏi. Thì chưa kịp điện, đang ban ngày thì nhớ, ban ngày nó để tối về chờ, bởi vì ban ngày mình ban đêm bên Mỹ, thì nói thôi để chờ tối đến rồi mà bên chú thức thì điện cho chú hỏi kể coi. Tại vì chú từng kể cho Ly nghe cái vụ mà vừa khi mà vụ Đại Nam mới bắt đầu nổi lên, thì chú nói là ông Võ Hoàng Yên là người, là chính là chú là người giới thiệu sang Mỹ. Mà ông Võ Hoàng Yên không phải nổi ở Việt Nam trước mà nổi ở Mỹ trước, mà nổi ở nhà thờ trước chứ không phải nổi ở chùa trước. Đầu đôi câu chuyện, rồi giờ cái câu chuyện của chú nói cho Ly nghe thì giờ cũng ở trên phố Bonsa rồi. Quý vị cứ gõ vào mà nghe. Chú không nhớ chính xác nhưng mà hình như 2014. Thì chú ở bên Mỹ là chú là cũng trị. Ở bên đấy có một ông cũng khá giàu tên là Trần Trường hay sao. Thì ông bị bệnh rất nặng, thì vợ ông Trần Trường mời chú đến trị bệnh. Nhưng mà chú trả lời trên phố Bonsa, chú cũng nói với Ly trước là chú trình độ của chú không đủ, không chữa được bệnh. Cho nên chú mới nghe là chú mới nói là thấy hiện nay đang báo chí nhớ báo chí đang ca ngợi là có ông thầy Võ Hoàng Yên, thì giờ chị có nên theo em mời ông này sang. Thì cái vợ ông Trường đó mới nói vậy thì thầy về bên Việt Nam thỉnh ông nó sang đây cho tôi cái. Thì chú ấy đi về Bình Phước, thì lúc đấy vừa có một cuộc hội thảo ở Bình Phước, hội thảo về nhân vật Võ Hoàng Yên. Thì chú về Bình Phước thì hên, chú trả lời nguyên văn nhé, hên là lúc đấy cuộc hội thảo vừa chấm dứt, thì chú thấy báo chí Việt Nam quảng cáo ông Võ Hoàng Yên, đặc biệt nhé, chú dùng từ nhé, đặc biệt thầy Nguyễn Bảo Châu, nguyên viện trưởng Viện Y học Cổ truyền Việt Nam, nguyên chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, trong buổi hội thảo có nói rằng, đây là lời của ông viện trưởng Viện Y học Cổ truyền Việt Nam nói nhé. Và vì cái câu nói này cho nên chú ở bên Mỹ chú tin, chú tin và chú rước ông Yên qua. Ông viện trưởng Viện Y học Cổ truyền Việt Nam trả lời nè: trong y học tôi chưa thấy ai làm được những điều như lương y Võ Hoàng Yên. Đó là lời của ông viện trưởng của ông Nguyễn Bảo Châu, nguyên viện trưởng Viện Y học Cổ truyền Việt Nam, nguyên chủ tịch Hội Y học Việt Nam, phát biểu trong buổi hội thảo và nói như vậy. Rồi bắt đầu chú này mới giới thiệu cho cái bà vợ ông Trần Nhật Trường, rồi bà ông Nhật vợ ông đấy mới kêu chú này về Việt Nam để kêu thầy, ông kêu ông Yên qua. Thì khi về gặp ông Yên thì ông Yên ra điều kiện ông Yên sẽ qua Mỹ, với điều kiện ông Yên đi một đoàn gồm 12 người. Thì chú đó điện về Mỹ thì cái bà vợ ông Trường mới nói đi gì đông thế, đi và vài ba người thôi chứ đi gì đông thế. Thì sao vì đi đông, vì đòi hỏi là 12 người cho nên bên phía Mỹ người ta không đồng ý và cái cuộc giao dịch đến đây chấm dứt. Nhưng mà vì là chú này chú tin tưởng vào những tờ báo ở đây là những tờ báo, và đặc biệt là ông viện trưởng Viện Y học Cổ truyền nói chưa thấy ai làm được như ông Yên, cho nên chú ở Mỹ thì chú là một cái người, chú là Phật tử nha, Phật tử, và chú là một bác sĩ, nhưng mà dạng như bác sĩ cũng phải là bác sĩ từ thời Việt Nam Cộng Hòa, cũng phải là khả năng cao lắm. Thì chú thấy ai có bệnh mà chú không có khả năng chữa thì chú giới thiệu ông Yên ở Việt Nam. Đó là đầu đuôi câu chuyện. Thì sau khi chú gặp ai chú cũng cho điện thoại, tức là chú đâu có quen ông Yên đâu, nhưng mà vì muốn giúp đời thôi quý vị, thì chú mới chú cho số điện thoại. Thì sau đó là một nhóm con chiên ở bên Mỹ, nhắc lại nhé, một nhóm con chiên ở Mỹ mới hùn tiền lại mua vé máy bay để cho ông Yên qua Mỹ. Và việc đầu tiên là ông Yên trị bệnh ở một cái nhà thờ công giáo người Việt rất lớn ở một cái bang có tên là bang để chờ Ly nhé, ở cái thành phố gọi là New Orleans gì đó, đó Ly chỉ nhớ vậy. Mà cái nhà thờ có tên là nhà thờ Maria Nữ Vương,
nha. Sau khi ông yên trị bệnh ở đấy và được nhà thờ quảng bá rùm beng lên, thì tiếp theo đó thì bắt đầu là các chùa ở bên Mỹ, các chùa người Việt bên Mỹ mới mời ông Yên đến trị. Trị rồi sau đấy á, thì là ông Yên được là một cái ông thị trưởng ở bên một cái thành phố của Mỹ, một cái ông thị trưởng người Mỹ của một cái bang ở bên Mỹ á, cấp cho ông Yên một cái bằng chứng nhận trị bệnh cho cộng đồng, cấp cho ông Yên nhé. Xong xuôi đó thì ông Đoàn Trọng, quý vị thấy, quý vị nếu coi YouTube thì quý vị sẽ thấy ông Đoàn Trọng và ông Tạ Trí, hay còn gọi là Tạ Đức Trí đó, là một cái gọi là một cái ông này là cái gì, thị trưởng Tạ Đức Trí hay còn gọi là Trí Tạ, thì cả thị trưởng Tạ Đức Trí lẫn con Chiên Hoàng Trọng là Đoàn Trọng, ông Đoàn Trọng này cũng có kênh giống như kênh Bonsa vậy đó, thì hai người này là đều những người nổi tiếng ở bên nổi tiếng trong phố trong bên Cali, trong cái thành phần chống cộng ấy, thì đều ca ngợi ông Võ Hoàng Yên lên tận mây xanh. Và Ly chỉ có điều ý nhật, chú cho con cái clip mà có Đoàn Trọng và Tạ Trí đó ca ngợi ông Yên, chú dùng nguyên văn nhé. Sau vụ đó thì Đoàn Trọng là một con chiên và Trí Tạ là ca ngợi Võ Hoàng Yên đáo đề. Thì nói vậy thì Ly mới bảo chú cung cấp dùng con cái clip đó, thì chú bảo lâu rồi giờ chú tìm ra, nhưng mà cứ nói vậy là tự Đoàn Trọng và Trí Tạ biết. Thì Ly mới hỏi thì Đoàn Trọng là con chiên, còn Trí Tạ có là con chiên không chú? Chú nói chú không rõ nguyên văn. Rồi thì sau cái chuyện đó thì rồi từ ở đó thì sau đấy mình có một số chùa của Phật giáo, tại vì từ nhà thờ nổi mà con chiên ở bên, con chiên người Việt bên Mỹ hùn tiền lại mời ông Yên qua mà. Và ông Yên nổi tiếng là ông Yên từ một cái ông viện trưởng viện y học cổ truyền Việt Nam, quảng cáo mà, báo chí mà. Thì vậy thì bây giờ quay lại nhá, chắc chắn Ly nghĩ, cá nhân Ly đánh giá có thể ông Yên trị được một số bệnh. Rồi thì là sau đấy rồi thì là cũng có thể là do đánh bóng nữa, cho nên là không có khả năng trị được nhiều bệnh, nhưng chắc chắn ông Yên phải có khả năng trị được một số bệnh, chứ không thể là nói là một anh ất ơ không biết gì mà có thể lừa được những người tai to mặt lớn, lừa từ Việt Nam lừa qua Mỹ, mà lừa từ nhà thờ trước nha. Rồi bây giờ quay lại vấn đề, vậy thì bây giờ quay lại là ông Võ Hoàng Yên, ông ấy đâu phải tự nhiên mà vợ chồng anh Dũng Lò Vôi với chị Hằng có thể bỏ ra hàng trăm tỷ để cho ông Yên làm những việc nọ việc kia. Chắc chắn là cũng bị ông Yên cũng có những cái gì đó để vợ chồng anh Dũng Lò Vôi tin tưởng chứ. Và quay lại vấn đề ở đây là gì, bây giờ tất cả hầu như người Việt Nam không ai không bị lừa. Vậy thì nếu như ông Yên mà bị, ông Yên mà là người lừa đảo đó, thì Ly chắc chắn một điều rằng từ những người có tai to mặt lớn, những người có trình độ chuyên môn về y học cũng bị lừa, chứ đừng nói là một người chỉ tu hành như thầy Thích Nhật Từ. Vậy thì một cái người đã tu hành và bây giờ cái bà ma sơ này chỉ biết chì chiết thầy Thích Nhật Từ rằng là tại sao thầy không nói, vậy thì có quá là bất công với thầy không? Mà trong khi đó nhiệm vụ không phải của thầy, và thầy, chính thầy cũng bị lừa, đúng không quý vị? Chính thầy cũng bị lừa, bởi vì ngay cả những cái người sống bên Mỹ, nhà thờ bên Mỹ, rồi những cái người ở bên bên y học, rồi những cái người gọi là tai to mặt lớn cũng bị lừa. Vậy thì một người mà gọi là giống như bà ma sơ là mấy thằng đầu trọc đó, bà đây là từ nguyên văn của bà nhé, mấy thằng cha đầu trọc nhé, thì họ đã bỏ lại sau lưng những chuyện tham sân si rồi, họ chỉ biết là tu hành thôi, thì họ cũng lại bị lừa như ba người khác. Tại sao bây giờ cả nước Việt Nam đều bị lừa, mà trong khi đó khi quảng bá ông Yên lên là báo chí, là y học cổ truyền, người đứng đầu y học cổ truyền, mà bây giờ lại cứ nói thầy Nhật Từ là không tố cáo rồi, thì bây giờ quay lại cứ cho thầy Nhật Từ biết là ông Yên là lừa đảo đi, mà ông Yên tố đi. Thì bây giờ hồi nãy bà nói là gì, tao là cứ phải là làm sạch trong nhà tao trước, tao là cứ phải làm sạch trong nhà tao trước. Thì bây giờ Ly nói lại, Ly cũng biết là bà là Phật tử hay gì, nhưng mà tại vì trong nhà bà có treo cái thập ác,
làm sao bà Hương này, bà muốn làm sạch, bán làm sạch cái bà là đứng đầu, bà được từng tham gia đại hội giới trẻ công giáo, bà cũng nói là Chúa của tôi, bà xưng là Chúa của con, Chúa của con, Chúa của tao nọ kia, thế thì bà không lo làm sạch cái trong nhà của bà đi, trong nhà bà toàn cướp, sao bà không lo dọn đi, bà lại lo đi dọn rác của nhà hàng xóm. Thế bây giờ Ly đọc cho quý vị nghe, đây là ở trên kênh của Ly có nhá, quý vị nào muốn kiểm chứng trên kênh YouTube của Ly có, và trên Facebook Tố Quyên của Ly mới chia sẻ lên. Đây là một ông linh mục Martino Nguyễn Bá Thông nói nè, nguyên văn là cái này là hội, một cái cuộc họp ở Vatican, diễn ra ở Vatican, mà Ly nhắc lại những cái Ly đọc sau đây là năm cái chứng từ của nạn nhân bị Chúa dưới trần. Ly nhắc lại tại sao chị Ly gọi Chúa dưới trần, nhiều người không biết. Kinh Thánh nói nè, linh mục mở ngoặc cha đóng ngoặc là đại diện của Chúa trên trần. Những gì linh mục mở ngoặc cha đóng ngoặc cha nói hay làm là đang nói và làm thay Chúa. Là con chiên thì không được nói hành nói tỏi linh mục. Có nghĩa là bất cứ việc gì mà linh mục đang làm ở lúc này là họ đều là đang là thay mặt Chúa, và họ tự nhận là thánh mà. Họ tự nhận là thánh chứ đạo Phật người ta chưa. Thầy Nhật Từ, Ly nhắc lại bà Ma Sơ, bà nói thầy Nhật Từ là thế nọ thế kia nhé, thầy Nhật Từ chỉ đang trên đường đi tu, tu ở đây là đang sửa, chứ thầy Nhật Từ và tất cả những ông thầy chùa, họ chưa bao giờ, họ hoặc là giáo lý nhà Phật, họ chưa bao giờ xưng những ông thầy chùa là thánh, mà họ vẫn đang là phàm nhân đang sửa mình, đang tu mà người ta gọi là đi tu mà. Họ đang đi tu, họ chưa hề nhận họ là thánh. Cho nên nếu họ có sai thì đó là chuyện đương nhiên. Ha. Và chưa nói là họ không sai nhé, nhưng mà cứ cho họ sai thì đó là phàm nhân. Họ chỉ mới đang đi tu sửa thôi, họ chưa tự nhận là thánh, và họ cũng chưa hoàn toàn chưa hề là thánh như cái ông mà mặc áo đen, áo dòng đen á. Mời Ma Sơ hốt dùng cái đống, xin lỗi quý vị, cho Ly dùng, tại vì hồi nãy bà dùng cái từ gì đó, xin lỗi bà Ma Sơ, bà hốt dùng cái đống phân của Chúa bà để dùng cái nha. Chứng từ thứ nhất mà linh mục Nguyễn Bá Thông đọc nha, và linh mục Nguyễn Bá Thông nói rất rõ là cái này được đọc trước mặt một trăm mấy chục vị chủ tịch hội đồng giám mục thế giới, và trước mặt Đức Giáo Hoàng, trong đó có cả ông Đức Cha, nhà họ Đức và Thánh không à, trong đó có cả Đức Cha Nguyễn Chí Linh, cho nên không phải chuyện giỡn. Và đây là chứng từ thứ nhất Ly đọc. Đây là của một nạn nhân, họ được mời đến Vatican và đọc trước những người này để giải quyết cái bom tấn lạm dụng tình dục trong nhà thờ. Mà lạm dụng ai? Lạm dụng chính những con chiên và chính những chị em nữ tu như bà Ma Sơ đó. Ma Sơ vui vẻ ơi, lôi ra dùng một ông thầy chùa, một ông đầu trọc mà quan hệ tình dục với Phật tử ròng rã 13 năm. Lôi ra dùng cái, nếu không á, thì bà hãy hót phân trong nhà bà trước, rồi bà hãy đi quét mấy cái lá khô ở trong nhà người khác nha. Sơ vui vẻ nhé. Và ngay cả Ma Sơ bây giờ lơ hết, nhưng mà để đi làm sạch nhà người khác, trong khi nhà người khác thì trong khi nhà mình thì một đống phân to tướng như là núi Thái Sơn. Cái này nói hoài rồi nhưng mà cần phải nói, để Ma Sơ là thích đi làm sạch nhà mà. Ma Sơ có sở trường đi làm sạch nhà, cho nên mà hình như bà không nhìn thấy, cho nên Ly chỉ những đống phân to tướng cho Ma Sơ làm sạch. Làm ơn Ma Sơ, đây nhiệm vụ hàng đầu mà Ma Sơ cần phải làm trước này. Ở Tô Cách Lan, bà Sơ đánh chết một em nhỏ 6 tuổi. Lúc bà ta đánh thì đứa bạn nằm lên mình cái đứa bị đánh á, che chắn cho bạn và cầu khẩn bà Sơ, bị bà đánh luôn cả hai. Thằng bé 6 tuổi bị mấy cú đá vào ngực và bụng đã chết ngay tại chỗ, dù được bạn cố gắng che chắn nhưng đã trễ. Nói thật Ly
cái này cô Lâm Vũ Châu, một con chiên tỉnh ngộ đăng, mà Ly đọc mà Ly nghẹn ngào ấy, nên là cái đoạn này nó ngắn lại đó, nếu dài thêm xíu nữa là Ly khóc òa lên cho coi. Còn ở Tây Ban Nha thì một ma sơ đã cấu kết với những ông linh mục, và nhiều ma sơ nhé, bà ma sơ chủ mưu là đã bị bắt rồi nhé. Ở Tây Ban Nha, 3.000 trẻ sơ sinh Tây Ban Nha bị ma sơ bắt cóc đem bán cho những nhà giàu để lấy tiền nha. Rồi Ly nghi cái ma sơ này cũng là một dạng ma cô kiểu đó đó quý vị. Rồi bây giờ lại cái đó là những cái mà nói đến cho bà ma sơ ấy. Rồi đây là một cái bác ở bên Pháp, bác bức xúc cho nên bác mới nói Ly. Con nói dùm, tại vì bác không có, tại vì bác nghe cái giọng đanh đá, giọng chợ búa, giọng hằng tôm hằng cá, bác không muốn nói. Nếu con có like thì con nói giúp bác, con chuyển giúp bác mấy lời sau đây. Bác nói nguyên văn nha, đây là không phải của Ly nha. Nếu con có like thì con trả lời, con chuyển giúp bác, chứ là một người như bác không muốn dây vào cái loại hằng tôm hằng cá, loại chợ búa như nó. Nhưng mà bác gửi mấy lời con chuyển giúp bác như vậy. Bà ta đang muốn dùng đạo mẫu để cài đặt Maria vào làm mẹ mẫu Việt Nam. Bà ta lợi dụng danh tiếng bà Hằng để tăng lượt view. Ma sơ ơi, ma sơ vui vẻ Nguyễn Thị Hương ơi, hãy ở Mỹ nó xa lắm, Mỹ đế xa lắm, mà thật bà không tốt được qua Mỹ đâu, nhưng mà ở ngay thành hồ nè, bà là con chiên mà bà rất kỵ xài cái chữ thành phố Hồ Chí Minh, đố dám con chiên và nhà thờ dùng chữ thành phố Hồ Chí Minh đó, bởi vì là thằng giáo hoàng Bio 12 nó ra một cái sắc luật là ra vả tuyệt thông cho những con chiên nào hợp tác hoặc là nói chung là nói tốt cho cộng sản, cho nên là mà nó khẳng định là chủ thuyết cộng sản là chủ thuyết quái thai, cho nên là phải chống triệt để và không đội trời chung với cộng sản, cho nên là đố một con chiên nào mà dám nói ở đâu biết chứ lên mạng mà dám gọi là thành phố Hồ Chí Minh, cho nên không lạ gì bà ma sơ chỉ gọi là thành hồ, tiền hồ, ông hồ, không dám gọi là gì thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị để theo dõi đi, yêu, nhưng mà một số người tung hô là bà yêu nước đấy, yêu nước mà bà không dám gọi chữ thành phố Hồ Chí Minh mà bà gọi thành hồ, bà gọi tiền hồ, và khi người ta bắt bẻ thì bà bảo là bà gọi dạy cho lẹ. À, nhưng mà sau đó bà gọi sang Sài Gòn. Và quý vị cứ biết đi, không bao giờ chúng nó dám gọi dùng từ cái thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như vừa rồi thằng Ngô Kỳ nó nói là tại sao lại đặt thành phố Hồ Chí Minh là vậy đó.